Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món mứt, đó là mứt củ cà rốt nha các bạn. Đây là cái củ cà rốt. Thì cà rốt này thì mình đã rửa và mình gọt vỏ rồi. Còn đây thì cái củ cà rốt này mình chưa gọt vỏ ha. Thì các bạn mua củ cà rốt á, mình lựa củ cà rốt thon, dài ha, cho nó đẹp. Khi mình làm mứt á, nó đều và nó đẹp lắm, ra màu nó cũng đẹp. Nếu mà mình muốn màu đẹp thì mình lựa cái củ cà rốt Đà Lạt á, cái màu nó rất là đẹp. Thì đây thì mình đã, sau khi mình rửa gọt vỏ và mình đã tỉa hoa rồi nè. Bây giờ thì mình tiếp tục tỉa cái hoa. Để tránh mất thời gian á, mình đã làm một số cái công đoạn rồi, như là mình tỉa hoa trước rồi đó. Mình tỉa sâu xuống nha. Tí nó mới ra được cái bông hoa. Nếu mà mình tỉa nó cạn quá đó, nó không ra bông hoa. Nếu mà mình tỉa sâu quá nữa, quá tay nữa thì nó cũng lại bị gãy nữa. Nên mình cố gắng mình làm cho nó đều tay á, và nó vừa vừa thôi. Nó sâu vừa vừa thôi. Chứ đừng có sâu quá. Sâu quá một chút mình sên mất á, mình đảo tới đảo lui á, nó cũng bị gãy nữa. Thì trong cái thời gian mà mình tỉa cái hoa này nè, các bạn chuẩn bị giúp mình một cái thau nước vôi trong ha. Đây, để mình tí nữa mình ngâm. Thì mình cũng chuẩn bị một cái nước vôi trong này nè, một cái tô nước vôi. Bây giờ thì mình cắt cái cà rốt này ha. Các bạn cắt giúp mình. Như thế này ha, đừng to quá mà cũng đừng có nhỏ quá. Nếu mà nó mỏng quá một chút nữa nó teo tóp lại á thì cái mứt của mình nó cũng mất đẹp ha. Mà nó to quá thì nó cũng không đẹp, mà nó cũng không có ngấm được cái đường. Cái nước vôi trong á, mình mua cái vôi về, cái vôi ăn trầu á, thì mình ngâm, mình bỏ ra cái thau nhựa nha các bạn. Mình ngâm xong rồi á, mình lắng nó lại, mình lấy cái trong ở trên á để mình ngâm với cái mứt. Ngày hôm nay mình sẽ làm mứt cà rốt dạng bông hoa. Bây giờ thì mình bỏ cái cà rốt này vào cái tô nước vôi trong. Các bạn lưu ý giúp mình ha. Mình ngâm cái nước vôi trong này á, một là trong tô sầm, tô sứ, cái nữa là hoặc là cái thau nhựa nha. Tính trường hợp mình ngâm trong cái thau nhôm. Bây giờ mình ngâm cái cà rốt này trong cái khoảng thời gian là 4 tiếng nha các bạn. Rồi mình đem ra mình rửa thật sạch. Rửa nhiều nước, rửa từ 7 đến 8 nước á. Cái củ cà rốt đó các bạn, mình đã ngâm với nước vôi á, thì mình đem ra mình rửa sạch với nhiều nước. Rồi mình để ráo rồi nè ha. Bây giờ mình bắt một xoong nước sôi lên, mình chần sơ nó nha các bạn. Cái nước đã sôi ha, mình cho cái cà rốt vào, mình chần sơ 2 phút rồi mình nhấc xuống, mình ngâm nước lạnh nha các bạn. Sau khi để ráo cái củ cà rốt á, thì mình cân được 400g củ cải ha, củ cải cà rốt. Mình sẽ ướp với 200g đường. Mình trộn đều lên, mình dùng màng thực phẩm bao lại ha.
để cho nó ngấm khoảng từ 3 đến 4 tiếng rồi mình mang đi xem. Cái cà rốt mình cho nó tan đường rồi đó các bạn, bây giờ mình bỏ vào á, mình xên nha. Thì lúc đầu các bạn để giúp mình ở cái lửa lớn nha, để cho nó thấm, nó nóng cà rốt của mình. Rồi sau đó từ từ đi nó sệt sệt lại, rồi mình hãy bắt cái lửa nhỏ nha các bạn. Bây giờ thì mình thấy cái đường nó đã bắt đầu kết trắng lại rồi đó, mình phải đảo thiệt là nhanh tay ha, nhanh nhưng mà nó cũng nhẹ tay thôi, để cho cái mứt của mình nó không có bị rã đó. Mình thấy cái đường đó, đó, nó bông trắng lên rồi đó. Cái chảo đó các bạn nhìn, trên cái chảo đó nó đã khô lại rồi, cái đường nó khô mà nó trắng trắng lại như vậy rồi đó, là đã được rồi đó. Và nhưng mà mình mà vẫn phải xên tiếp nha, tiếp tục xên đến khi cái miếng mứt nó khô trở lại. Cái đôi đũa của mình và cái sạn của mình là nó dính đường rồi đó. Cái phút này thì nó rất là quan trọng nha các bạn, nếu mà mình không trở là nó sẽ bị khét á, vì đường nó đã đặt lại rồi, khô lại rồi. Rồi xong, cái mứt cà rốt của mình đã thành công rồi, rất là đẹp và đường nó đã bong ra ngoài nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Màu Vlog. Thì các bạn ơi, cái món mứt củ cải cà rốt của mình á, bây giờ nó đã xong rồi nè, mình đã đem ra đĩa rồi. Các bạn nhìn xem nó thật là đẹp mắt ha. Thì ngày hôm nay mình làm cái món mứt cà rốt này á, với cái hình dáng là cái cánh hoa. Cái hoa này là mình làm 5 cánh ha các bạn. Các bạn có thể làm 6 cánh hay 4 cánh tùy theo cái sở thích của mình ha. Nếu các bạn thấy đẹp thì các bạn có thể làm 4 cánh hoặc 6 cánh, chứ không có nhất thiết là phải 5 cánh. Thì cái món mứt này sau khi làm xong đó các bạn, mình ăn mình cảm giác nó rất là ngon. Nó có cái độ ngọt vừa phải, nó không quá ngọt mà nó cũng không lạt. Thì bên trong cái cà rốt thì nó thấm cái đường, và nó có cái vị thơm của cái cà rốt, cái vị thơm đặc trưng của cái củ cà rốt đó các bạn. Ăn thì nó có cái độ dẻo dai, rất là ngon các bạn ơi. Cái món mứt này không những là những ngày Tết mà những ngày thường thì mình có thể làm mứt để đãi cho gia đình, bạn bè và người thân mình ăn ha. Bây giờ thì cái món mứt cà rốt hình dạng bông hoa của mình đã kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu thích cái món ăn này á, các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình, cũng như nhận những cái video lần sau nhanh nhất ha các bạn. Và cuối cùng thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Chúc các bạn năm mới thật nhiều thành công và thắng lợi.